bước qua đêm dài, chờ người về ấm áp tình hồng. Xin em đừng quên có anh mãi còn. Xin cho đêm nay tình yêu nơi đây ta cùng bên nhau nha. Hỡi em, người yêu hỡi, cầm tay nhé, ta cùng nhau đến Tokyo. Đừng quên lãng, đừng thương nhớ, anh và em luôn mãi có nhau. Tình yêu đến, nụ hôn đến, đêm mùa đông ở Tokyo. Em hãy về cùng với anh bước qua mùa đông. Tim anh vẫn nuôi khát khao một đời. Xin cho đêm nay tình yêu nơi đây ta cùng bên nhau nhé. Hỡi em, người yêu hỡi, cầm tay nhé, ta cùng nhau đến Tokyo. Tìm quên lãng, cùng thương nhớ, anh và em luôn mãi có nhau. Tình yêu đến, nụ hôn đến, đêm mùa đông ở Tokyo. Em hãy về cùng với anh bước qua mùa đông. Thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô ta vô càng ly, chúc mừng cho đàn gái. Ta vô càng ly, chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan,
Và với ông từ giờ chính thức được làm xui rồi đó. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 1, vô. Vô trăm phần trăm ta chúc mừng cô dâu mới. Vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 1, vô. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình. Lời đầu tiên cho phép Chiếc Lan hay là cùng gia đình của chú Thiên Đẹp xin gửi đến toàn thể quý vị cùng quan viên hai họ là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thật là vinh dự và cũng rất là hạnh phúc khi gia đình tôi được đón tiếp toàn thể quý vị khách quý cùng quan viên hai họ trong buổi lễ tân hôn hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày 13 tháng 3 2019 nhằm ngày 8 tháng 2 âm lịch tại tư gia của chú Thiên Đẹp có tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi tân lang Hoàng Hưng và tân gia nhân Ngọc Thiên. Sự hiện diện của toàn thể quý vị cùng quan khách như nào là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với gia đình đã không quản ngại đường xa xa xôi đến chút thời gian đi báo về cùng chúng tôi tham dự buổi lễ, đã long trọng lại càng long trọng thêm. Một lần nữa gia đình cũng không biết nói gì hơn, xin gửi lời chân sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị. Và cuối lời xin chúc toàn thể quý vị có một buổi tiệc vui tươi, hạnh phúc và không say không về. Và nhân đây gia đình có tổ chức chương trình văn nghệ cây nhà lá dừa, rất mong sự tham gia nhiệt tình của toàn thể quý vị để cho chương trình văn nghệ vui tươi, sôi động và hấp dẫn hơn. Và chương trình văn nghệ của chúng tôi xin phép được bắt đầu. Bắt đầu chương trình văn nghệ hôm nay là một ca khúc được mang tên Trên Những Tí Đường Vang Mọ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhi Huyền Ngạc, thị trấn Phú Lộc. Vâng, một lần nữa xin mời thanh niên với sân khấu đẹp của chương trình dựng ngày hôm nay ạ.
xin cảm ơn, xin mời Giang Tử, Giang Tử nhạc. Chuyện chưa, chào em cô gái lắm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá xa là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, cùng nhau chung trọn đời câu sắc son nào phai. Tương lai chung một phương đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên phơi vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật ngoan. Trái là ông Mai, đàn trai cười vui rước nhau.
tôi rước dâu và cặp bông tai hạnh phúc trọn đời. Ngày nào vui, ngày mai bé con, một thằng lòng con tô thắm gia đình. Thank you.
đến giờ làm lễ rồi họ nhắc cho con dâu ra chuẩn bị làm lễ xin phép quý ông chúng ta một chữ bà không em trò chơi đám cưới ngày xưa tóc cô dâu
lòng vàng lá chuối xây tổ ấm nguyên nương mơ ước ngày nên đôi mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trong cao đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi sang nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nôn nao lần lần sao xuyên đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm cầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đâm chồi xanh non thơ. Kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuân cất bông mười giờ bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi mỗi tờ. Gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối xây tổ ấm quy ngương mơ ước ngày nên đôi mỗi tờ duyên từ nay gắn bó sắc son bạc đầu gian khó vẫn không sơn ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sơn ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu.
phép tôi hướng dẫn hai cháu ra làm lễ. Thì phần làm lễ nhà trai thì gồm có ba phần. Cái phần thứ nhất, phần làm lễ gia tiên ông bà quá cố. Cái phần thứ hai thì làm lễ ông bà hiện thiền. Cái phần thứ ba thì gia đình cũng có đôi lời phát biểu cảm tưởng trong cái buổi lễ tân hôn của cháu Hưng ngày hôm nay. Đó là nội dung chương trình làm lễ của nhà trai. Kính thưa quý ông thượng tộc, kính thưa quý bà và ông bà cô bác anh chị đến tham dự buổi lễ kính mến. Ông bà ta thường nói có câu: qua đến thì qua phải ngỡ, đò xuống chặt người đò lại phải sang sông, gái lớn lên gặp chim thì phải có chồng, hai cháu trên chiến đò gặp lương chiên tiền định đưa đến gặp nhau, quá trình dài lâu tìm hiểu thần tình ưng ý đi đến yêu nhau, được cha mẹ đôi bên đồng tình ủng hộ. Bữa nay là ngày mùng 9 tháng 2 năm 2019, gia đình tổ chức cuộc lễ tân hôn cho cháu Hưng. Trước thì có mời ông bà, cô bác, anh chị và giữa hai họ đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Cũng đến giờ tốt và giờ đại lợi, xin phép quý ông trưởng tộc và quý bà cho hai cháu đó lên đôi đèn để làm lễ gia tiên ông bà quá cố. Vậy là ông ngoại cũng thôi, ông ngoại giúp dịp dùng di nãy luôn. Hai của quyền thất tổ đôi bên phù hộ cái ngày lễ tân hôn của hai cháu được đúng rồi. Quách tóc trăm năm hòa thượng thảo, tổ tiên ban phước được làm nên, tổ sinh nam tự hiếu trung mạnh, gia đạo thịnh hòa mãi tiến lên, lập đến nhà gia có phát đạt, tài giàu họ hưởng, gặp được nhiều may. Hai chủ quyền ông bà, ông nội ông ngoại cũng về nhắn chung cụ phù hộ hộ độ cho hai cháu lên đôi đèn được xanh tươi tốt. Ông cháu bốn xá rồi ông cháu đấy. Cảm ơn. Các bạn là cháu có làm lễ gia tiên ông bà quá cố hay không? Thì tới làm lễ ông bà hiện tiền. Vậy thì mời đại diện có giữa hai dân tộc cũng như là nội ngoại. Giờ tôi cũng đi gặp nhiều đó, nội ngoại và ngoại. Làm ơn đó. Chúc mừng ngày cháu có đôi có bà. Bây giờ còn có thì cái sáu là bác. Chúc mừng cho bà cô bác tầng 8 à. Ở bà cô sáu cô bảy. Cô bảy đâu? Cô bảy có một tấm nén đây. Không rồi, nếu tấm nén là phải hai người à. Hai một người là thả đó. Người kia lớp. À, vậy là một lần nữa xin cho anh biết rồi. Ổn ấy, tôi có bà nào bà cô á. Ở bên nội bên ngoại đó, của cháu Hưng đó. Cũng vui lòng bước đến để dùng chung dù. Chúc mừng cho cháu đến ngày có lôi có bạn được trăm năm hạnh phúc. Người lấy bà cô hoài.
ngoại với nội á. Ba chị em con đừng á. Không, ông làm đồ xin mời. Ông bày vô quá. Cái gì cái cậu uống tợ gì vừa cậu cứ làm quốc đấu để mình cứu dụng chúc mừng cho cháu thành có đó là một lần nữa đi tổng mời bà cô bác còn bên nội bên ngoại cảm ơn chứ vui lòng rất lớn với trường xuân đồ chúc mừng cho cháu cái này có đôi có bạn được chăm sóc hạnh phúc xin mời bà cô bác vui lòng bước trên bước lên một lần nữa xin mời ông bà cô bác và ông nội ông ngoại cô chú lên trước vui lòng bước đến để dùng bút chuột chú cháu ngày chú lâu của bạn để cảm ơn ông bố và kính mời bà qua bếp rồi đi hai em dừng ở đây chút xíu vậy đó rồi dạ ông sáu kìa ông sáu với dì bảy cặp rồi đó dì chín với dì lận vô đây dì năm vô thì nào cái tên được nha rồi về đâu ngồi uống nước ngủ đi thì tính đó kìa rồi đi mình phải tin được ấy rồi đi rồi cái mời cái đường rồi rồi hết em ngon chê luôn chị ngại chai vô hết luôn nhau trời thôi coi không đưa gì chính hả vô cái anh em mình đó rồi tới con sáu với dì bảy con sáu dì bảy sáu đẹp 500 làm đi tôi uống cái nước không kéo đi rồi tôi rồi hết rồi tới bằng anh chị đừng có ông bà nhà ông hải tôi cũng cũng nè chú ơi mình con nè chú ơi cũng nè chú ơi mình con này mình con này chú ơi nhìn đây nè rồi cô vô đi anh cười nè vừa không thấy chưa hả thấy luôn à vừa rồi đó anh chị nè luôn ở dưới giữa đây còn ai nữa không ở đây thì còn mà anh chị đó mời anh chị luôn đi cảm ơn các bạn đó là Chí Hưng có còn với ông là con 10 cây
dâu cái đi. Cái nhỏ, dâu mà sắm nhỏ quá rồi. Người bự sắm nhỏ. Người ta bự con mà sắm nhỏ. Anh nhỏ con anh mới sắm bự. Rồi anh đâu có bự chứ. Tại cái xác anh bự chứ anh không bự. Bắt tấm cho là 10 cây đi. Rồi. 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 Rồi hai chồng bắt luôn trăm trăm luôn. Đây, anh ơi, anh vịnh là chiếc nhẫn giùm em cái. Vịnh cái đai. Vịnh cái đai. Rồi giống như đeo vậy rồi. Chú rể ơi, vịnh cái đi là chú rể ơi cười à. Thì ông còn nữa chứ ngồi phần anh chị. Quá cháu mừng chưa? Cũng như mà dân mua chó gì mà thôi vậy rồi mời thằng anh chị còn nữa không? Vậy là mời thằng anh chị chứ là cũng hết cũng được cũng được cũng được cha nó hàng nó không có bạn một trăm năm mươi một rồi thấy à tiếp tạo điều kiện cho nhà trai có làm lễ. Còn
nói về cái gì quan khách của bên nhà trai trước khi gia đình của tổ chức buổi lễ tân hôn cho cháu Hưng thì có mời ông bà cô bác anh chị em xa gần đến tham dự buổi lễ. Tuy nhiên ông bà cô bác và anh chị em cũng bận rộn nhiều công việc, nhưng cũng vì cái tình cái nghĩa duyên chút thì giờ đến cái tham dự buổi lễ tân hôn của cháu Hưng dành góp phần buổi lễ long trọng và đem lại chính thành cho gia đình ngày hôm nay. Gia đình cũng không biết nói gì hơn tấm lòng cao quý của quý vị quan khách đến tham dự buổi lễ. Gia đình xin phép chúc sang năm mới năm 2019 này ông bà cô bác và anh chị được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin đồng kính chúc. Vậy tôi thay lời cho đúng không? Tiếng mời ông bà cô bác, anh chị em bên nhà gái vui lòng ngắn được thì giờ dùng bữa tiệc thân mật với bên nhà trai là cùng quý vị quan khách để trân trọng kính mời. Thank you.
đám cưới rộn ràng, nhà ai rộn ràng. Mâm trầu mâm bánh, kết duyên là duyên vợ chồng, ý à là duyên vợ chồng. Từng bừng pháo cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng, nhà ai rộn ràng. Quán bà quán bá, quán viên nâng ly mà chúc mừng. Chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm, con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương anh nỗi, giấy tờ hồng sẽ mối đường duyên. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi. Đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng. Đám cưới rộn ràng, nhà ai rộn ràng. Mâm trầu mâm bánh, kết duyên là duyên vợ chồng, ý à là duyên vợ chồng. Từng bừng pháo cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng, nhà ai rộn ràng. Quán bà quán bá, quán viên nâng ly mà chúc mừng. Chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm, con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương anh nỗi, giấy tờ hồng sẽ mối đường duyên. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi. Đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng. Chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng. Nhà trai cùng cô dâu và chú rể xin gửi đến quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào bằng nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta, là món quà quý giá được thiên nhiên ban tặng. Tình yêu giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Qua sau thời gian tìm hiểu, chú rể Hoàng Hưng và cô dâu Ngọc Thiên đã có chung nhịp đập của con tim, được sự thống nhất của hai bên gia đình. Hôm nay, ngày 14 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 9 tháng 2 năm Kỷ Hợi, Hoàng Hưng và Ngọc Thiên quyết định đi đến hôn nhân. Và sau đây xin kính mời quý vị khách cùng hướng mắt về cổng hoa để chào đón Tân Lan và Tân Gia Nhân. Còn một lần nữa,
xin một tràng pháo tay để chào đón Tân Lan Hoàng Văn Gia Nhân. Kính thưa quý vị, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính con cha. Cô dâu và chú rể chúng ta được có những ngày hôm nay nhờ ơn sinh thành và dưỡng dục của các bậc cha mẹ. Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu và kính mời lên phía trên chủ hôn họ nhà trai ông Chu Nhân Đẹp và bà Lê Thị Cà Na là song thân của chú rể. Xin mời. Và tiếp theo xin trân trọng và kính mời chủ hôn họ nhà gái ông Thái Thanh Nhân và bà Quỳnh Thị Tê Nhỏ là song thân của họ nhà gái. Và bà bận nhiều công việc nên nữ chủ hôn họ nhà gái thì xin vắng mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến giây phút này đây thì tất cả những nhân vật quan trọng đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và sau đây xin tất cả cùng bước lên phía trên một bước để chào đón tất cả quý vị quan khách ở kính mến của mình. Xin mời. Và xin một tràng pháo tay để chào đón cho tất cả nhân vật chính của ta nha. Và để ghi lại những hình ảnh đẹp cũng như là kỷ niệm thì trong buổi tân hôn ngày hôm nay thì xin mời cô dâu và chú rể ta tiến đến đại liên để tiến hành là quy điều sau. Chiêu đãi các vị quý của mình.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô cái thuật bạn Linh đang bị say sóng